trước thì báo chí đài nó cũng đã đăng tin rồi, mà cơn bão số 9 thì nghe nó ảnh hưởng đến thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì bão thì mình ra đường nhiều cái nguy hiểm, cây nó đổ hoặc điện nó đứt hay là tôn nó bay rồi này kia cũng nguy hiểm. Cho nên là tôi vẫn ở nhà để theo dõi cơn bão như nào và phải nhắc nhở mọi người quanh đúng sớm là phòng chống bão. Tôi đã sống bây giờ gần 60 năm rồi, tôi có thấy cơn bão nào đâu. Biết thông tin nhưng mà không có lo lắng gì hết. Tại vì mình ở đây không muốn chịu ảnh hưởng bão như mấy cái chỗ khác.